Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8, trang 24 đến trang 25, bài 1, câu chuyện của lịch sử, phần tiếp theo, thực hành tiếng Việt. Thực hành tiếng Việt, từ địa phương. Một nhỏ chỉ ra từ địa phương và tác dụng của việc sử dụng những từ ngữ đó trong trường hợp sau. A. Ai đi vô nơi đây, xin dừng chân xứ Nghệ, huy cận ai vô xứ Nghệ. B. Đến bờ ni anh bảo, ruộng mình quên cày sáo, nên lúa chín không đều, nhớ lấy để mùa sau, nhà cố làm cho tốt. Trần Hữu Trung thăm lúa. C. Trừ đây Huế, Huế ơi, xiền gông xưa đã gãy, hãy bay lên sông núi của ta rồi. Tố Hữu, Huế tháng 8. D. Nói như cậu thì còn chi là Huế. Hoàng Phủ Ngọc Tường chuyện cơm hến. E. Má tánh lo xa, chứ gió chứng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới, hy vọng rực lên theo màu lúa. Nguyễn Ngọc Tư trợ gió. Như vậy ở câu số 1 chúng ta sẽ chỉ ra từ địa phương trong các trường hợp dưới đây và nêu tác dụng của việc sử dụng những từ ngữ đó. Thì ở câu A, ai đi vô nơi đây xin dừng chân xứ Nghệ thì từ địa phương ở đây là từ vô. Còn câu B, đến bờ ni anh bảo thì từ địa phương ở đây đó là ni. Rồi C, trừ đây Huế, Huế ơi, xiền gông xưa đã gãy, hãy bay lên sông núi của ta rồi. Thì ở cái câu C, từ địa phương đó là từ xiền và gông. Câu D, nói như cậu thì còn chi là Huế, thì từ địa phương ở đây là từ chi. Má tánh lo xa, ở đây má với tánh ở đây là từ địa phương. Như vậy câu A, từ địa phương là vô, câu B là ni, C là xiền gông, D là chi, E là má tánh. Vì sử dụng từ ngữ địa phương sẽ làm nổi bật cái cuộc sống của mỗi vùng miền, đặc trưng ngôn ngữ của từng vùng miền đó. Rồi tiếp theo, câu 2, nhận xét việc sử dụng từ ngữ địa phương in đậm trong các trường hợp sau. A. Năm học này cả lớp đặt chỉ tiêu dòng và chăm sóc 20 cây ở nghĩa trang liệt sĩ của xã, trích biên bản họp lớp. B. Con xe mới có 2 hôm mà hạt đậu nó đã nhớn đến thế. Thế đấy, nếu con dòng nó ra vườn chăm bón cẩn thận thì nó sẽ ra hoa ra quả. Vũ Tú Nam dựng chuyện hay viết cho thiếu nhi. C. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi tôi và thằng cò đi ăn ong đây, đồng giỏi đất rừng phương Nam. D. Tôi xin cam đoan những cái nội dung trình bày trên đây là đúng sự thật, trích một bản tường trình. Như vậy ở câu A chúng ta thấy từ ngữ địa phương ở đây được in đậm là từ dòng. Thì cái từ dòng này ở trong một cái biên bản sử dụng trong một cái văn bản hành chính thì chúng ta thấy có hợp lý hay không? Sẽ không hợp lý khi mà chúng ta sử dụng ở trong cái biên bản hành chính, ở đây là biên bản họp lớp. Còn ở câu B, từ nhớ này thì cái việc sử dụng từ địa phương ở câu B này, đây là được sử dụng trong một cái tác phẩm văn học, nên nó có tác dụng là làm rõ cái khung cảnh của vùng miền và bối cảnh của câu chuyện. Như vậy ở câu B, từ nhớ và từ dòng đó là từ địa phương. Câu C, từ địa phương từ tía và từ ăn ong ở đây. Thì ở đây cái từ địa phương này nó được sử dụng trong tác phẩm văn học nhằm làm rõ cái khung cảnh của vùng miền và bối cảnh của câu chuyện. Còn ở câu D, từ địa phương ở đây là từ tôi, và ở đây được sử dụng ở trong một cái bản tường trình, thì đây là một cái văn bản hành chính. Thì văn bản hành chính chúng ta dùng từ địa phương thì
nó không hợp lý. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét việc sử dụng từ ngữ địa phương in đậm trong các trường hợp. Trường hợp A thì việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý. Chúng ta phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên ta thay từ dòng thành từ trồng. Còn ở câu B, việc sử dụng từ địa phương trong tác phẩm văn học thì nó là nhằm làm rõ cái khung cảnh của vùng miền và bối cảnh của câu chuyện. Còn ở câu C, việc sử dụng từ địa phương trong tác phẩm văn học thì nhằm làm rõ cái khung cảnh của vùng miền và bối cảnh của câu chuyện. Còn ở câu D, việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính thì là không hợp lý, cho nên chúng ta phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên ta thay từ tôi thành từ thành tôi. Rồi tiếp theo câu 3, trong những trường hợp giao tiếp sau đây, trường hợp nào cần tránh dùng từ ngữ địa phương? A. Phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường. B. Trò chuyện với những người thân trong gia đình. C. Viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp. D. Nhắn tin cho một bạn thân. E. Thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách tham quan. Như vậy trong những trường hợp dưới đây thì trường hợp nào chúng ta cần tránh dùng từ ngữ địa phương? Ở câu A, phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường thì đây là một cái văn bản hành chính, cho nên chúng ta sẽ tránh dùng những cái từ ngữ địa phương. Còn ở câu B, khi trò chuyện với người thân trong gia đình thì chúng ta có thể là sử dụng từ ngữ địa phương. Rồi, B, viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp. Thì ở trường hợp C này, đây cũng là một cái văn bản hành chính cho nên chúng ta cần tránh dùng từ ngữ địa phương. Rồi, D, nhắn tin cho một bạn thân thì chúng ta có thể trò chuyện thì chúng ta có thể là dùng từ địa phương. Rồi E, thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách tham quan thì các em cũng tránh dùng từ ngữ địa phương. Chúng ta có thể dùng từ toàn dân. Như vậy trong những trường hợp thì trường hợp cần tránh dùng từ ngữ địa phương đó là trường hợp A, C và E. Đó là khi chúng ta phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường, hoặc là chúng ta viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp, hoặc là thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách tham quan. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.